Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Nguyên Khang xin gửi lời chào quý vị đang cùng đến với chương trình Sống Vui. Quý vị thân mến, estrogen là một trong những cái yếu tố quan trọng giúp cho những chị em phụ nữ giữ được cái thanh xuân của mình. Nhưng estrogen thì không thể hằng định mãi được, mà sau 30 tuổi thì sẽ có những dấu hiệu suy giảm. Bởi vậy, việc bổ sung estrogen là một trong những yếu tố quan trọng để giúp cho những chị em phụ nữ có thể kéo dài được cái thanh xuân. Và đặc biệt giữa cái hàng ngàn những cái estrogen đang có mặt trên thị trường thì các chị em phụ nữ rất là quan tâm giữa estrogen thảo dược làm thế nào có thể an toàn, hiệu quả khi mà sử dụng, hạn chế tối đa hoặc là không có những cái tác dụng phụ. Thế thì ngày hôm nay với câu hỏi cùng sự quan tâm đó, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia Nguyễn Thái Hà. Xin chào chuyên gia. Chào Nguyễn Khang và chào quý khán giả đang coi chương trình. Trước khi mà bắt đầu cuộc trò chuyện này, chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái đoạn phóng sự ngay sau đây. Clip chúng ta thấy được sự suy giảm của estrogen trong cơ thể có thể gây ra rất nhiều cái vấn đề. Chính vì vậy mà những cái rắc rối liên quan đến sức khỏe, nhan sắc cũng như là suy giảm ham muốn tình dục. Nguyên Khang ngay bây giờ sẽ mời chuyên gia Thái Hà sẽ chia sẻ cái câu chuyện vì sao estrogen lại đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của người phụ nữ và cái sự suy giảm này nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề nào. Xin mời chuyên gia. Vai trò tác dụng của cái estrogen đối với cơ thể nó sẽ như thế nào? Nó quyết định rất là lớn đến sức khỏe và sinh lý của chị em. Giúp cho chị em có cái giọng nói thanh cao, ngực nở, eo thon, làn da tươi sáng mịn màng, dáng đi uyển chuyển, rồi tóc đen dài mượt mà. Bên cạnh đó, khi mà cái lượng estrogen này nó kết hợp với lại progesterone cũng ở trong cơ thể người phụ nữ đó, thì nó sẽ tạo nên cái chu kỳ kinh nguyệt, tăng khả năng có thai và dưỡng thai. Nhưng mà cái nồng độ estrogen này nó không hằng định trong cơ thể mà nó sẽ thay đổi theo thời gian. Khi mà mình bước vào tuổi 30 thì cái lượng estrogen này nó đã bắt đầu suy giảm rồi. Trong cái khoảng thời gian 30 đến 40 thì nó giảm 1 đến 2% trong một năm. Và sau 40 thì nó sẽ giảm rất là mạnh. Và khi bước vào tuổi 50 và trong giai đoạn mãn kinh thì cái lượng estrogen trong cơ thể nó chỉ còn có khoảng 10% mà thôi. Và khi cái lượng estrogen nó suy giảm mạnh như thế thì những cái dấu hiệu xấu xí về nhan sắc đó, những cái dấu hiệu yếu đuối về sức khỏe đó, nó cũng sẽ xuất hiện dồn dập và nhanh chóng. Chính vì vậy mà khi bước vào tuổi 30 và đặc biệt là trong giai đoạn tiền mãn kinh thì mình nên bổ sung ngay cái lượng nội tiết tố nữ này để giúp cho cơ thể có thể là khỏe mạnh và kéo dài tuổi xuân. Vâng, thưa chuyên gia, như vậy thì đâu là cái giải pháp để giúp cho các chị em phụ nữ bổ sung cái nội tiết tố vừa đảm bảo an toàn mà lại vừa hiệu quả và không có tác dụng phụ ạ? Hiện nay thì có hai cái phương pháp để bổ sung cái nội tiết tố estrogen này cho chị em. Thứ nhất, về Tây y, đó là liệu pháp hormone thay thế. Nó sẽ cho cái tác dụng hiệu quả nhanh. Đấy. Nhưng mà nó phải có một cái sự tư vấn kết hợp chặt chẽ giữa bác sĩ và người bệnh. Và cái sự theo dõi rất là chặt chẽ của bác sĩ. Vì ngoài cái tác dụng cho cái hiệu quả nhanh, nó lại hay mang đến những cái tác dụng phụ và những cái biến cố, nghĩa là không mong muốn. Biện pháp thứ hai đó là tăng cường cái estrogen bằng estrogen thảo dược. Đây không phải chỉ là cái xu hướng của chị em Việt Nam bây giờ mà là xu hướng của tất cả chị em phụ nữ trên toàn thế giới. Vì sao? Vì nó cho cái hiệu quả cao đó và tính an toàn rất là tốt và chị em có thể sử dụng lâu dài. Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều loại estrogen thảo dược, nhưng mà đạt hiệu quả cao nhất và an toàn nhất đó chính là SOG100. Cái SOG100 này nó được chiết xuất từ 3 cái thảo dược quý của Hàn Quốc là đương quy, tục đoạn, cách sơn tiêu, và nó sẽ cho cái hiệu quả và cái tính an toàn rất là cao. Tính hiệu quả của nó đã được khoa học của thế giới chứng minh, và nó
tăng cường estrogen trong cơ thể gấp 3 lần isoflavone và các loại estrogen thảo dược khác, và cải thiện 11 trên cái 13 cái triệu chứng khó chịu hay gặp trong cái giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh do suy giảm estrogen. Rồi nó hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch, giảm cái nguy cơ loãng xương, gãy xương hay xảy ra cho chị em trong giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Đấy, và cái tính an toàn của cái SOG100 này nó đã được khoa học chứng minh và lịch sử công nhận là gì? Thứ nhất là nó đã được sử dụng trên 400 năm tại Hàn Quốc và Trung Quốc như một phương thuốc dân gian mà chưa ghi nhận một cái tác dụng không mong muốn nào. Cái thứ nhì nữa là nó được đăng ký là thực phẩm an toàn trong dược điển thực phẩm của Hàn Quốc và Trung Quốc, được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ, Bộ Y tế Canada chấp nhận là an toàn. Người ta đã chứng minh rằng khi mà sử dụng cái SOG100 này, nó không làm tăng cân, không làm tăng cái khối lượng cái tử cung, không làm chảy máu bất thường ở âm đạo. Đấy. Và nó không gây ung thư, mà nó còn có cái tác dụng ức chế các cái tế bào ung thư, không gây độc tính cho gan mà nó có cái tác dụng bảo vệ gan. Do đó mà chị em chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Ngoài việc bổ sung SOG100 thì chị em nên bổ sung thêm các cái tiền nội tiết tố khác như là DHEA từ củ từ, pregnenolone từ củ mài đắng, cao sắn dây, để mà không những là khắc phục cái tình trạng rối loạn nội tiết tố trong cơ thể mà còn có cái tác dụng duy trì nhan sắc sức khỏe. Riêng trong cái trường hợp mà các chị em có bị nám sạm, nhăn da rồi đó, thì là bên cạnh cái mình về uống, mình nên sử dụng thêm cái loại serum và kem cùng tên để chống lão hóa, làm nhanh phục hồi lại nhan sắc. Đấy, và chị em nên lưu ý mình uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kiều Xuân chứa SOG100 và các tiền nội tiết tố thảo dược. Trong đó, SOG100 là estrogen thảo dược an toàn và hiệu quả bậc nhất, đã được nghiên cứu chứng minh, lịch sử và thế giới công nhận. Nhờ đó, Kiều Xuân SOG100 giúp tăng cường nội tiết an toàn, hiệu quả bậc nhất, dùng tốt cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh, phụ nữ bị nám, sạm và lão hóa da, rối loạn kinh nguyệt, khô hạn, bốc hỏa, mất ngủ. Hãy kết hợp tinh chất và kem dưỡng da Kiều Xuân để tăng hiệu quả làm đẹp. Kiều Xuân SOG100 tăng cường nội tiết, sáng da, mở nám, kéo dài tuổi xuân. Viên uống chứa SOG100 đúng là giải pháp tăng cường nội tiết hiệu quả, giúp cải thiện rất tốt vấn đề khô âm đạo, kinh nguyệt thất thường, bốc hỏa, căng thẳng, mất ngủ mà tôi gặp thường xuyên gần đây do hội chứng tiền mãn kinh. Không những vậy mà dạo này ai cũng khen tôi trẻ da. Bên cạnh viên uống, tôi còn dùng kết hợp với serum và kem dưỡng. Chính vì vậy, làn da của tôi càng ngày càng căng, bóng, mịn màng, những vết nám hầu như bay gần hết. Xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thái Hà đã tư vấn cho các chị em phụ nữ. Quý vị thân mến, nếu như mà trong buổi trò chuyện này quý vị có bất kỳ cái thắc mắc nào, quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 558 889. Đây là số điện thoại miễn cước. Hoặc quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại 24/7, đó là 0896 509 509. Ngoài ra quý vị có thể lựa chọn bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ là songkhoeavongbacsitivấn.vn hoặc truy cập vào website bacsitivấn.vn để có thêm nhiều thông tin chi tiết. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.